Ok, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình nha. Sài Gòn ơi, mau khỏi bệnh nha. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ ấy, mọi người biết không? Nhiều hôm á, tôi soạn content cỡ 11 giờ rưỡi tối ấy, mà vẫn nghe ngoài đường tiếng xe chạy. Thế mà hôm nay Sài Gòn bệnh rồi. Lần đầu tiên người bạn này im lặng đến như vậy. Tôi thường có cái thói quen đọc sách vào buổi sáng ấy. Mà buổi sáng thì sẽ có rất là nhiều âm thanh từ môi trường bên ngoài nè. Tiếng rau tàu hũ này, tiếng thái thịt va vào thớt này, tiếng dép của mọi người đi chợ lạp xạp bước này, rồi tiếng mấy cô ngoài chợ cười nói với nhau, thậm chí là có cãi vã nhau nữa. Giờ đây ấy, lúc Sài Gòn đang bị bệnh thì khi đọc sách á, tôi chỉ nghe mọi tiếng lá xào xạc kẻ đung đưa trong gió mà thôi. Bây giờ thì mới có cơ hội để ý kỹ. Với những cơn gió lớn ấy thì tiếng lá cây nghe như tiếng mưa vậy đấy. Chắc là tại vì đang có người bệnh nên mọi người thường ưu tiên không làm ồn, giữ một cái không gian thật là yên tĩnh cho Sài Gòn nghỉ ngơi đây mà. Nhiều người sinh sống tại Sài Gòn quen cái điệu hối hả của mỗi sáng, chán ghét cái cảnh kẹt xe dưới cái nắng nóng gần 40 độ. Những tiếng còi xe in ỏi mọi ngã tư, bồng bềnh, nay cũng đâm ra không quen với những cái lúc như này. Cũng thấy nhớ những cái nhịp điệu của lúc trước, ngộ ha. Nhưng không phải vì nhớ mà có thể ra đường lung tung gây ồn ào cho người bệnh nha. Cho Sài Gòn của chúng ta nghỉ ngơi cái đã. Tôi thì những cái giờ phút người nhà cho Sài Gòn dưỡng bệnh như này thì không có chán nản hay gì cả. Tôi chỉ đơn giản nghĩ đây là điều mà tất cả chúng ta phải làm để giúp thành phố nơi chúng ta sinh sống và gắn bó với nhau mau mau khỏi bệnh. Không sao đó ít hay nhiều, các anh chị bác sĩ, tình nguyện viên đã và đang cố gắng hết sức mình làm thành phố khỏe hơn từng ngày, thì chúng ta ở hậu phương cũng hãy làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Không ra khỏi nhà thì không thực sự cần thiết nha, tránh để Sài Gòn thêm phiền lòng. Thật là tận sâu trong đáy lòng tôi ấy, rất rất cảm kích các anh chị bác sĩ, tình nguyện viên luôn. Nói điều này thì mọi người đừng có cười tôi nha. Dạo này á, tôi hơi bị mất ước ấy. Khi nói những cái lời tận đáy lòng này á, tôi lại hơi rưng rưng rồi đó. Một phần cũng vì đọc được rất là nhiều mẫu tin đậm tình người ở Sài Gòn. Nhưng mọi người có công nhận với tôi á, là khi mà Sài Gòn bệnh á, thì ta mới thấm thía thực sự cái câu là lá lành, đùm lá rách không? Có thể tuổi đời tôi còn ít nên có nhiều chuyện á, còn tồi tệ hơn đã xảy ra trong quá khứ. Tôi may mắn khi không phải chứng kiến hay là trải qua. Nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi thấy người đi chợ lại phải vất vả đi mua hàng như vậy. Và tôi biết mùa này ai cũng có những cái lo riêng, những nỗi khổ không ai giống ai. Nhưng bản thân tôi sẽ chọn nhớ kỹ những cái giây phút này. Khi thành phố khỏe lại rồi á, tôi sẽ dùng những cái suy nghĩ lúc này để mà trân trọng cuộc sống lúc đó hơn. Rồi sau này ấy, tôi sẽ nói với con cháu mình thành phố Hồ Chí Minh cũng có một thời kỳ bị bệnh, thiếp đi. Có một thời kỳ không kẹt xe, thậm chí khó mà thấy được quá 3 chiếc xe trên cùng một con đường. Thời kỳ mà chú chó nhà bà tôi ấy, thản nhiên nằm giữa đường mà ngủ tỉnh ngoeo luôn. Có một thời kỳ 6 giờ tối là không được ra đường. Thời kỳ mà 1 ký rau có thể lên đến 50 ngàn. Thời kỳ không có tiệm ăn vặt nào mở cửa để Gen Z tụi tôi ấy, chỉ có thể cùng nhau up những món ăn khoái khẩu lên stories và ngồi nhớ lại những thời huy hoàng. Thôi, không sao nè. Cái gì cũng phải làm hết mình. Mùa này, ta cũng cố gắng ở yên trong nhà nha. Lên danh sách sẵn những món ruột mà ta cùng muốn ăn đi. Tôi cam đoan rằng thành phố chúng ta rất kiên cường. Rồi sẽ sớm thôi, lại khỏe lại thôi. Nói không chừng á, ngày mai tôi lại có thể đi mua bánh tráng trộn rồi ạ. Sẽ kêu cô bán bánh tráng trộn là thêm trứng cho tôi, ít mỡ hành, không bỏ ớt. Chết, có làm mọi người thèm không? Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi sẽ kêu thêm 2 dĩa cơm sườn, bánh tráng nướng, kem khoai môn, hạnh nhân úp ngược nè, trà sữa nè, medium topping thôi nha. Tôi sợ mập lắm á. Rồi khai mỡ chiên, cục tròn tròn nha cô. Cookie chocolate, đồ ngọt quá. Em sợ béo lắm chị, mà full kem nha, tại kem nó ngon. Rồi cacao đá nữa,
Ly bự nha. Rồi rán cay nữa nha. Pizza thập cẩm nha. Rồi khoai tây chiên nha. Rồi sushi nữa. Alo. Mọi người ơi, cần nghe tôi nói không? Chắc hủy đăng ký kênh hết rồi hả? Đừng vậy mà. Nói nữa chắc bay kinh. Túm cái quần lại là hy vọng mọi người thật là bình an, cùng nhau vượt qua đại dịch. Tập thể dục nhiều vô để tăng sức đề kháng. Chứ tôi biết hết, nằm dài là coi video của tôi chứ gì. Mong rằng mọi người sẽ thích video này và cùng đón chờ những video khác của tôi nha. Nếu thích thì hãy share những chiếc video này để tôi có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của tôi là Kantiki. Bạn có thể để lại tin nhắn hoặc là comment trực tiếp phía bên dưới về chủ đề mà bạn muốn tôi làm. Hay là cảm nghĩ của bạn sau khi xem hết clip của tôi. Tôi sẽ note lại và tôi rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của tôi là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn vì đã xem hết clip của tôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.